Chắc hẳn trong mỗi chúng ta khi lái xe, đều muốn mọi thứ diễn ra trong tầm mắt để chủ động quan sát và xử lý tình huống. Đặc biệt ở các không gian nhỏ hẹp như ngõ nhỏ hoặc bãi đỗ xe, Thiên Minh Auto Safety hân hạnh giới thiệu tới quý khách hàng bộ sản phẩm camera 360 độ toàn cảnh panorama, sử dụng chip xử lý Sony cho chất lượng hình ảnh xuất sắc nhất thị trường. Sản phẩm được mang tên camera 3D8600 tới từ nhà sản xuất HTC, được sử dụng rộng rãi trên các dòng xe cao cấp như Audi, 3X. Camera 8600 cho hình ảnh chân thực, mô phỏng toàn cảnh, hiển thị góc đánh lái trước, đặc biệt cả góc đánh lái sau khi quý khách vào số lùi R. Hệ thống mô phỏng chính xác tới 5cm giúp tài xế yên tâm xử lý ngay cả ở những góc khó nhất, những không gian chật chội nhất. Với hai camera trước sau giúp tài xế có thể quan sát những vật cản thấp nhất trong phạm vi 2.5m trước đầu và đuôi xe, kể cả những vật cản thấp tới mức cảm biến khoảng cách không thể phát hiện được. Camera 360 mã hiệu 8600 còn có khả năng xóa tới 99% điểm mù của xe với việc hiển thị mọi vật cản trên màn hình trung tâm. Điều này đặc biệt hữu ích khi xe đi từ trong ngõ nhỏ ra đường lớn. Camera 8600 được thiết kế phù hợp riêng với từng model xe, hiển thị chi tiết cả 4 hình ảnh riêng biệt từ 4 camera trước, sau, phải, trái cho chất lượng HD siêu nét. Qua bộ xử lý chip Sony sẽ mô phỏng hình ảnh 3D toàn cảnh rõ nét nhất, giống như hình ảnh thực tế từ vệ tinh. Hiện tại, bộ sản phẩm camera 360 độ 8600 sử dụng chip Sony đang được Thiên Minh Auto Safety phân phối toàn quốc, bảo hành 12 tháng tại tất cả các showroom hệ thống Thiên Minh. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline hoặc truy cập website để được tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Thiên Minh Auto Safety, hệ thống phân phối thiết bị công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn.